gì vậy? Sao lại có Park Hang-seo ở đây ạ? Huấn luyện viên đội tuyển trưởng. Sao có ở đây nữa? À, cũng hơi đoán đoán rồi đấy. Phải liên quan đến Rubik và phải liên quan đến ông Park Hang-seo. Có khi nào ảnh tạo hình không? Tạo hình. Ừ, vẽ một bức tranh bằng Rubik không? Đấy. Tạo hình. Đúng rồi. Cái này rất hay này. Cái này cũng cực kỳ khó ấy. Wow. Đã thấy phần cầm đang hiện ra rồi đúng không? Yeah. Nhưng hóa ra là anh chàng này không chỉ là chơi Rubik, không chỉ làm ảo thuật, mà này hình như là một họa sĩ à. Yeah. Đúng không? Cái này là phải tính toán rất là lâu luôn á trời. Ừ. Có thời gian nữa rồi mọi người. Trời ơi, lâu lắm đó, bao nhiêu tiếng đồng hồ luôn á. Trời ơi. 8 tiếng thôi á. Trời đất, quá siêu. Wow. Quá tuyệt vời. Tiếp mục này cũng làm tôi cảm thấy nổi gai ốc mà. Em đang nổi hết một lớp da gà mới. Ronaldo nữa. Không chỉ vậy, Messi nữa. Ronaldo, Lionel Messi cũng được anh chàng này mang ra để thể hiện. Neymar. Còn ai nữa nào? Hết chưa? Việt Trời Nam ơi. Tuyệt vời. Những người làm chương trình quả thật là biết khiến cho chúng ta đi từ bất ngờ này bất ngờ khác. Nhưng mà em không nghĩ là nó sẽ là xếp thành một cái khối hình như này. Mọi người thấy không? Ngay từ cái nhân vật Ngọc Phi bây giờ đến Thanh Hoàng đều làm cho chúng ta bị cảm giác đây là một ván bài lật ngửa đấy. Đúng rồi. Mọi người có cảm giác như hải đúng không ạ? Khiến chúng ta ngã ra khỏi ghế luôn. Ảnh quá giỏi, ảnh làm cái điều đó trong vòng 8 tiếng đồng hồ. Em ngồi em tưởng tượng cái công đoạn mà ảnh ngồi ảnh phải lên vẽ, ảnh tính toán như thế nào để ra một cái hình. Phải tính toán đó. Cái này phải tính toán. Bản thân là nếu mà cầm cây cọ để mà vẽ ra được cái chân dung của ông Park Hang-seo đã là khó rồi. Đây lại là dùng những khối Rubik, tức là phải tính toán màu sắc đúng và không? Ghép khối ghép. Đúng rồi, đấy ghép và nói chung là tưởng tượng rất là giỏi. Minh Dự thích nhất bức tranh nào trong 4 bức tranh mà hiện ra? Nếu cho em chọn thì em xin được phép chọn hình của huấn luyện viên Park Hang-seo. Tại vì đã góp phần rất lớn vào những bàn thắng của đội tuyển Việt Nam. Những cái thành công của đội tuyển chúng ta trong nhiều năm vừa rồi đúng không? Và cảm ơn Thanh Hoàng đã cho chúng tôi một cú lừa mà tôi cảm thấy là rất xứng đáng.
người bên cạnh kìa. Thương nhớ con người cần đau hoài không dứt, sao trong lòng vẫn đau. Người ơi có nghe không, khi xa đời anh vẫn không quên. Dễ thương. Hay quá. Nó hơi đi trái với cái mong đợi của Hải Yến đấy. Nhưng mà nó làm chúng ta không ngậm được miệng. Chúng ta cứ cười tươi vì chúng ta thấy rằng người nghệ sĩ này đúng kết nối được với những người xung quanh, khiến cho họ cùng tham gia vào cùng. Và đấy chính là một cái điều vô cùng ý nghĩa, vô giá. Giống như Yến vừa nói với cả Dự ấy, anh ấy như một cái gì đó nó đặc biệt lắm. Nó thong dong ấy. Du ca, nguyệt ca, nói chung là đến đâu thì có tiếng hát đến đó. Có tiếng trống, tiếng kèn, tiếng guitar. Và mọi người ở mọi thành phần công việc, nghề nghiệp khác nhau đều có thể dừng lại xong đó, đứng xem, cười tươi. Wow. Mười ba năm tôi luyện tập trial thì có lẽ giải thưởng lớn nhất của tôi đó là vô địch đồng đội tốc độ ở Bangkok, Thái Lan năm 2014. Ngoài ra thì tôi cũng có tham gia tìm kiếm tài năng Việt Nam thì cũng đi được đến vòng bán kết. Có thể nhiều bạn đã biết tới cái series On My Way của tôi, và đó là một trong những cái series hành trình thực tế mà tôi dùng xe đạp để đi qua Việt Nam. Và trong cái hành trình đầu tiên của tôi thì thật sự là có quá nhiều kỷ niệm. Có những lúc tôi suýt gặp những tai nạn khá là nặng, rớt từ vách núi xuống, tại vì là cố quay ở trong một cái điều kiện thời tiết không được tốt, trời vừa mưa xong, đường khá trơn trượt và nó rất nhỏ nữa. Thì đó là cái đợt mà tôi quay ở trên Lũng Vân, Hòa Bình. Thì cứ như mọi năm sau khi làm việc xong thì tôi sẽ bay về Hà Nội để đón Tết cùng gia đình. Nhưng mà năm đó thì tôi lại xong việc sớm nên tôi quyết định đặt ra một thử thách dành cho bản thân, đó là đạp xe về đón Tết cùng gia đình trong 29 ngày. Và thật sự đây có lẽ là một chuyến đi khá là điên rồ. Vào cái thời điểm Tết thì gió sẽ thổi từ Bắc vào Nam, còn tôi thì đi từ Nam ra Bắc. Như vậy là tôi sẽ có một hành trình ngược gió. Rất nhiều cảnh luôn. Tôi được trải qua đủ 4 mùa, từ nắng, nóng, mưa, gió, rét. Thật sự rất là khó khăn. Và cái mục đích chính trong chuyến hành trình đó sẽ là thử thách bản thân và đi thăm lại một số người bạn mà đến khoảng gần 10 năm rồi tôi chưa được gặp họ. Nếu có cơ hội và thời gian thì tôi nghĩ rằng tôi sẽ đạp thêm một lần nữa để trải nghiệm lại. Vì thật sự chuyến đi đó là chuyến đi mà quá tuyệt vời luôn. Wow. Lại một lần nữa tôi cảm thấy có cái gì chạy dọc sống lưng ấy. Đấy, lúc đầu em cũng nghĩ là có thể là sẽ là một cái gì đó rùng rợn là trên lửa, trên người. Nhưng mà cuối cùng cái kết này lại mang lại một cái kết giống như của anh Dũng Phạm. Đúng rồi, em tính nói tôi mặc kệ, tôi cứ sống theo mục đích sống nhưng của mình. Mình cảm giác như ảnh sống để đi á. Và đúng là cái kiểu mà ảnh không cần những con đường có sẵn đâu. Đúng. Ảnh cứ đi là có đường. Đúng luôn. Và liệu có bao nhiêu người chúng ta mà xem vừa rồi cảm thấy rất là ngưỡng mộ nhưng mà cũng hơi ghen tị với cái anh chàng Minh Tú này, bởi vì anh ấy sẵn sàng dành nhiều thời gian cho cái đam mê của mình, để đạp xe. Đúng không? Để đi trên những cung đường mà có chỉ có mình anh ấy biết và gặp gỡ những người bạn đã lâu rồi không gặp. Dạ. 29 ngày trong cuộc đời của chúng ta liệu có nhiều không? Tôi nghĩ không nhiều. Chưa đến một tháng đúng không? Dạ. Nhưng mà ai dám dành ra 29 ngày để bỏ tất cả những việc khác mà theo đuổi cái gì mình muốn làm. Thì tôi nghĩ rằng Minh Tú đã làm một điều tuyệt vời, đó là cho chúng ta một cơ hội để cho chính mình một cái lựa chọn. Mà quý vị khán giả hãy cứ lựa chọn điều đấy đi, bởi vì sau 29 ngày là chúng ta sẽ trở thành những con người khác, sống chân thành với bản thân mình hơn. Dạ. Và chắc chắn sẽ tìm đến nhiều thành công, ý nghĩa hơn với chính bản thân mình. Chắc có lẽ là do cái sự đam mê, yêu mến cái con đường ca hát, cho nên đó là được tổ nghiệp thương và ông trời ban cho Phi một cái giọng hát vừa nam vừa nữ, và đặc biệt là giả giọng được một số cô chú anh chị nghệ sĩ. Và sau đây thì Ngọc Phi giả giọng nè, được thể hiện khả năng hát của mình, đó chính là giả giọng đó của cô nghệ sĩ ưu tú Phượng Hằng và cô nghệ sĩ ưu tú ngoại Úc Bạch Lan. Sương ơi thôi hãy cố mà quên. Ủa, cái này là giọng cổ hay là giọng vui cùng em giây phút để chia tay, nếu cái
kiếp này mình cũng duyên không nợ, thì xin hẹn lại kiếp lại sinh nợ. Và cái điều ấn tượng để mà Ngọc Huy có thể hát được giọng của cô nghệ sĩ Phượng Hằng đó chính là ở cái cách biến lái, cái cách hát hơi dài của cô. Cô Út Bạch Lan nè, có điều là chưa có hát hơi dài giống như cô. Thì riêng về ngoại Út Bạch Lan thì Ngọc Phi đã nghe ngoại hát từ nhỏ rồi ạ. Lúc mà nghe ngoại mất, Phi cứ mở cái bài Hoa Lan Trắng của ngoại á, cứ hát, cứ mỗi lần nghe là bắt Ngọc Phi cứ nhét hát theo ngoại, là bắt đầu cố gắng tập luyến lái hát giống ngoại. Màu hoa trắng là loài hoa lan trắng, cái màu hoa trắng giống quá với cái câu màu hoa trắng của Hồ Viên luôn đó. Giữa núi rừng, giữa khoảng xuân thầu phai sắc thâm, bây giờ hương duy có còn không? Nếu ai có hỏi tại sao tôi yêu màu hoa lan trắng, thì tôi biết trả lời sao cho vẹn tiếng ân tình. Trót mang tên một loài hoa, wow, nên duyên kiếp phô phàng, mới bước vào yêu đã nhận toàn cái bước vào trong cái chữ bước vào giữa tuổi cái giọng nói này gái ông ấy rất là trời ơi, cái lớp còn ghê không thương, má còn hồng môi còn thắm tươi mà tơ duyên đã bao lần gian dở, ôm hận tình héo hắt nổ tầm xuân, chợt nhớ tên mình là loài hoa lan trắng. Trời ơi, sườn gai ốc bên trái. Ôi anh ơi, cứ mỗi lần mà nó mà cái đoạn mà chữ thoại càng xuống trầm càng càng giống nha. Mà giọng nữ trầm ấy nó rất là khó. Lúc đấy nó không phải là cái tiếng giả thanh ở... Nó không phải là giả thanh nữa. Ở quãng trên nữa, đúng rồi. Dạ thưa anh chị, là em rất là mê cải lương. Em coi rất là nhiều clip của nghệ sĩ ưu tú Út Bạch Lan. Đối với bà thì bà không có chú trọng cái việc bà phải hát hơi dài. Bà không chú trọng việc trong một đoạn cải lương mà câu nào bà cũng phải ca. Đối với bà, ca là phải diễn, có chỗ phải nói, có chỗ đúng, phải hát. Cho nên tại sao có những câu vừa hát xong lại chuyển sang nói rất là tâm tình. Đúng. Và em nể anh Ngọc Phi ở chỗ là những đoạn nói tâm tình cũng rất là có sự diễn xuất ở trong đó. Dạ. Yeah. Nó giống như là thể loại nhạc kịch của phương Tây. Dạ. Yeah. Thì có cả diễn xuất, cả nói thoại và cả biểu diễn ca hát trong đó để kể một cái câu chuyện, đúng không nào?